Bây giờ tôi đang có mặt ở nhà anh Cánh Văn Hoàng. Nick Facebook là Cánh Văn Hoàng, tên anh là Cánh ở Bảo Lộc. Và bây giờ đoàn Mê Linh thì đang vào bữa tiệc, thì bây giờ tôi sẽ vào trong nhà để dùng bữa, sau đó thì buổi chiều nay tôi sẽ quay tiếp tục quay về dàn của anh Cánh để chia sẻ với các bạn một số các thông tin về Lan trong dàn của anh Cánh. Tranh thủ lúc mọi người đang ăn tiệc thì tôi ra ngoài này tôi quay một số những cái hình ảnh của cái dàn Lan của anh Cánh Văn Hoàng, Hoàng Văn Cánh để chia sẻ với các bạn. Thì ở đây, hiện tại ở đây là có rất nhiều những cái hình ảnh rất là đẹp và những cái cây tuyệt vời luôn. Thì tôi sẽ từ từ tôi sẽ truyền tải đến các bạn để chúng ta cùng nắm những cái thông tin và cùng rút ra kinh nghiệm để chăm sóc cho dàn Lan nhà mình được đẹp hơn, tốt hơn. Ở trước mặt chúng ta là những cái cây trâu như F2, nghĩa là cái cây trâu như F1 được lai tạo thụ phấn với cái cây Di Linh, giả hạt Di Linh Xuân, và ra cái cây trâu như F2. Thì tôi được biết là cái cây trâu như F2 ấy, cái mặt hoa của nó rất là đẹp và thường là sổ ra bệt, cái lưỡi bệt đấy các bạn. Cây cực kỳ khỏe luôn đấy các bạn này, nó nù rụt một cục luôn, lá nhựa. Thì ở đây tôi thấy là chỉ có phun phân thôi, phun NPK thôi các bạn ạ, chứ không có giải phân tan chậm. Ở đây mình phun phân một tuần mấy lần chị? Hay là một tháng mấy lần? Một tuần chỉ phun 2 lần. À, một tuần phun 2 lần. Là cái phân gì chị nhỉ? Chị thường xài phân NPK 20-20-20, 30-10-10. À, nghĩa là cái sự luân phiên của cái phân NPK 20-20-20 TE Gramo cộng với lại phân 30-10-10 luân phiên. Dạ. Cây trâu như F2 tự thụ. Dạ vâng. Cái lô đỏ từ chỗ này về đây là cây trâu như F2 tự thụ phấn. Đúng rồi. Dạ. Thì tôi đang nói chuyện với chỗ chị Nga và xã của anh Cánh. Chị không muốn xuất hiện ở trên truyền hình vì chị ngại, chị xấu hổ ấy các bạn. Cái này nó hở rốn này, hở nách này, đẹp tuyệt vời luôn. Thân thủ phi phàm luôn. Thì bây giờ ví dụ như một cái cọng này nó khoảng 40 cm. Một cọng trâu như F2 40 cm này thì mình bán lẻ là bao nhiêu tiền một cọng chị? Bán lẻ thì tầm khoảng 400-500 nghìn. À, như vậy cọng này nó khoảng tầm 450 nghìn một cọng chị ạ. À, các bạn ạ. Đấy. Ui, đẹp quá. Như cọng này nó vào tầm khoảng 400. Quá đẹp luôn. Cái này là đang chờ hoa Tết chị nhỉ? Đúng rồi, đang chờ hoa Tết đây. Để qua tháng 8. Wow. Chị bắt đầu chị xử lý hoa. Cái này là bây giờ mình bán là bán cả lô luôn hả chị? Bán lô. Và bán lô thì giá nó không cao như thế, còn cái này giá nó như thế. Dạ. Bây giờ nếu mà liên hệ với vườn của mình thì số điện thoại nào chị? Số điện thoại của em Cắm là 0939 0939 179 179 029 029. Chờ chờ một chút à. Anh Cánh à. Anh Cánh Bảo Lộc đây. 0939 179 029. Có gì các bạn chủ động alo cho anh Cánh nhé. Vì là nhiều bạn này cứ sau khi xem clip xong cứ hỏi Hà nên là Hà cũng chịu luôn. Rất là mệt các bạn ạ. Mình thì mình không có bán. Cái này là cái gì chị? Cũng là cây trông như luôn ạ. Đúng rồi. Cây trông như lai với một cây Di Linh Xuân. Cũng này F2 luôn. Đúng rồi. Wow. À, như đây các bạn thấy này, cây này này, thân thủ tím này, cây này thân thủ ít tím hơn này, hay không? Thì cái này là hàng sổ số các bạn nhé. Cái hàng lai nó không, cái thân nó màu sắc nó không có đều nhau. Ờ, à, như cái dàn này là không trên lưới luôn hả chị? Không trên lưới hả? Cái này là chỉ có một lớp tôn sáng thôi các bạn, không có lưới. Nên là thân nó rất là nù rụt rịt như vậy đấy. Đây cũng là một cái kinh nghiệm. Nhưng mà các bạn này, ở đây là Bảo Lộc các bạn nhé. Nhiệt độ nó cũng ổn định. Chứ còn nếu mà ở ngoài Bắc mà các bạn áp dụng y như thế này, có khi là nó hỏng hết cây luôn á. Cho nên là mình phải thử nghiệm trước. Thực nghiệm trước. Cái này cây ươm ki của cái gì đây chị? Ươm ki, cái lô Hòa Bình đây, giá hạt Hòa Bình. À.
Bây giờ cái này ví dụ một cái hòa bình này bán lẻ bao nhiêu chị? Bán lẻ tầm 150.000 này. 150.000 một cái kia hòa bình. Thân thủ rất là đẹp. Quá là khỏe luôn. Như ở đây tôi thấy là nhà vườn anh Cánh là dùng dớn cù lần các bạn này. Đây này. Dớn cù lần. Đấy, 100% là dớn cù lần luôn. Và phun phân chứ không có giải phân tan chậm. Ở đây có một cái con sên này. Chắc là mình chưa có xử lý sên. Đây, sên này. Cái con này nguy hiểm lắm. Con sên đấy. Đấy. Nó lớn hơn. Ở đây chị để có mấy cây à? Cái này là cái nù Bảo Thuận. Bảo Thuận là vùng nào chị? Nù Bảo Thuận của Di Linh mình à. À, Bảo Thuận cũng là Di Linh luôn. Cái này? Cây đó là một cái cây gieo hạt mà cái cây lúc mua là cây ta ly. Nhưng mà nó ra thì nó không giống lắm cho nên không dám bán, phải chờ sổ hoa. Có những cây có khi là cây ta ly nó lai về cây gì? Có những cây chị mua thân hoa nó đẹp nhưng mà em cũng gặp mà, em gặp trường hợp mà. Chị không dám bán. Nghĩa là những cái cây ta ly nhưng mà nó lại là thụ phấn với những cái cây ở vùng nào đó. Đúng rồi. Nên là rất là khó xác định, nên là thôi, mình cứ để mình chờ thôi. Ngay cả cái lô kia cũng là Di Linh đó, nhưng mà phải thấy nó không giống cho nên là cứ để. Cái này Tết nó có hoa này. Thân thủ phi phàm nhỉ. Tuyệt vời thật. Ví dụ như một cái chậu này bán thì khoảng bao nhiêu? Cái này là 60cm này. 60cm, cái cây này chưa ra hoa thì không chắc. Nếu mà nó đúng là Di Linh thì cây đó phải 2 triệu. Wow, 2 triệu hả? Ngon đấy. Nhưng mà 2 triệu thì vẫn rẻ. Nếu mà đúng Di Linh nở Tết mà 2 triệu. 2 triệu thì vẫn rẻ. Dạ. Đâu cái nù Bảo Thuận dài đâu chị? À nhiều hả? Cái này mình mới cơi nới thêm nhỉ? Hôm trước em đến đây làm gì có cái này? Wow, cái khu này quá tuyệt vời luôn. Chỗ này được khoảng tầm 150m² không chị? 150m² này. Cái gì mà đẹp vậy trời? Là cây châu hạt, cây cũng là cây châu Như lai với cây Di Linh. Ôi trời ơi. Tức là chị thiên về hàng xuân. Em này em rất là thích cái thể loại hở nách như này này, đây này. Đấy. Khoái lắm, mình nhìn thân thủ nó quá tuyệt vời luôn. Ở đây tôi chia sẻ các bạn một chút này. Có những cây đã thắt ngọn được 1 tháng. Có những cây thắt ngọn được 1 tháng rưỡi. Có những cây thắt ngọn được 15 ngày và có những cây chưa thắt ngọn luôn. Thế thì bây giờ á là trong cùng một lô thì có thể nó sẽ nở hoa trước nở hoa sau các bạn nhé. Cái đó là rất là bình thường. Cho nên là cùng một lô gieo hạt của cây Di Linh Xuân, có khi nó nở xuân, có khi nở hè, có khi nở thu, nó chuyện rất là bình thường nên là cũng không cần phải thắc mắc là gì cả. Nên hiện tại ở trên mạng có một số các cái nick Facebook họ chém gió kinh khủng lắm. Họ cứ coi như là Di Linh thì cứ phải nở xuân nở Tết ấy. Nên thực tế ra là không đúng các bạn nhé. Vì các bạn nhìn đây này. Cái cây tôi đang cầm trên tay này chắc chắn sẽ nở trước. Khẳng định với các bạn luôn, nở trước cái cây này. Làm gì có cái chuyện mà cái cây này nở cùng thời với cái này được. Đấy. Cho nên là mình phải nhìn vào cây, tùy vào tình hình thực tế. Chứ không phải là mình cứ vùng miền là nó nở Tết hay nở xuân hay nở hè hay nở thu đâu. Cho nên là mình phải là nhà tiêu dùng thông thái. Thì tôi chia sẻ cái kinh nghiệm này cũng rất đụng chạm nhiều người, đụng chạm rất nhiều người đấy. Nhưng mà thôi kệ thôi, vì đây là thông tin chuẩn mà. Nhiều người hiểu, nhiều người biết. Và sẽ có nhiều người cùng thông cảm. Còn những người mà cố tình không hiểu hay giả vờ không hiểu hay là cố tình là tìm mọi cách để mà kiếm tiền thì chịu. Họ sẽ ném đá và chửi tôi là chuyện rất là bình thường. Đấy, có những cây tím ngắt luôn. Có những cây thì nó sạch hơn chút. Đây là một cái lô nù Bảo Thuận đặc sản Di Linh. Cái này là mình bán xỉ chứ. Bỏ xỉ ví dụ như hết cả một cái sạp này 1.000 cây. Không, không đến đâu. 500 cây đi. 500 cây này bao nhiêu tiền chị? Chị đang xuất là 500.000 một cây. Wow, 500.000 một cây.
Nghĩa là 1.000 cây là nó vào tầm 50 triệu một cái lô này. Không bán lẻ các bạn nhé. Dĩ nhiên là nếu mà mua lẻ thì nó phải khác. Mua lẻ thì có khi một cây nó phải tầm 200-300 nghìn, 400 nghìn là chuyện bình thường. Đấy, vì là mua một lô lớn như này thì phải ngâm vốn lâu. Ngoài ngâm vốn ra thì còn phải chịu rủi ro về cây nó chết, cây nó bệnh, vân vân. Vì mình bây giờ cái cây ở trong vườn người ta rất là khỏe. Tại sao khỏe? Vì đây các bạn này. Cái giàn này là che mưa và có lưới. Tưới đều và phân bón là ổn định. Nhưng nếu mà về giàn của bạn, điều kiện nó kém đi thì cây nó kém đi là chuyện rất là bình thường thôi. Ồ, cái cây này lá nó cong cong như cây HO này là cây gì đấy chị? Cây này Hiền Oanh này. Không, cũng là một cái cây gieo hạt đó. Cây Vân Châu gieo hạt. À, cây Vân Châu hả? Đúng rồi. Cây Vân Châu là cây gì chị? Cây Vân Châu là cái cây lai của làm cũng là một cái cây lai thôi. Nghĩa là cây Vân Châu là cây lai của cây Châu Như và cây Đại Thảo, hay là cây Châu Như với cây Di Linh? Chị không biết cây Châu Như với cây gì, nhưng mà chị biết là cây Châu Như. Đại loại là cây Vân Châu á, như theo thông tin tôi được biết, thì nó là một cây lai của cây Châu Như với lại cây Đại Thảo hoặc cây Di Linh các bạn. Nhưng mà bây giờ thông tin nó cũng hơi loạn một chút, nên là cũng khó nói lắm. Cây này nghe có vẻ sọc sọc nhỉ? Đúng rồi đây. Phải chờ chứ ha. Nó sọc từ cây cây mẹ đó, nhưng mà cây mẹ nó càng già thì nó sẽ càng, cái lá nó càng ít nhìn thấy hơn. Nhưng mà cái sọc này thì phải chờ chứ, bây giờ có sọc thấy sọc đâu. Phải chờ, chờ. Cây này là cây gieo hạt được 1 năm. Gieo hạt 1 năm đây các bạn này. Cây này cây gì đây chị? Cây này là cây Châu Như lai với Di Linh. Cây này á các bạn, cái này là tôi thấy trồng bằng vỏ thông này, vỏ thông vụn. Mình bón phân như bên kia luôn hả chị? Chị xài một công thức, trừ cái cây mới ra chai thì nó. Nghĩa là cứ luân phiên của cái 20-20 TE cộng và cái 30-10-10, cứ luân phiên. Quá đẹp luôn. Đây cũng là một cái lô xuân. Dạ, Di Linh luôn hả? Di Linh lai với Châu Như. Cái này cây toàn bộ là cây cái vỏ thông. Vỏ thông thôi. Cái này là cái cỡ nhỏ các bạn. Cái vỏ thông này nếu mà ở công ty New Zita thì nó là New Zita 1. Nhỏ xíu xíu à. Ở đây thì mình kích dễ bằng gì nhỉ? Chỉ kích bằng Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn mình phun một tháng bao nhiêu lần chị? Một tháng chị phun khoảng 3 lần. À. Ở bây giờ Hùng Nguyễn họ có một cái chai gọi là chai 5 lít á. Dùng cái đấy tiết kiệm lắm chị. Em cũng đang dùng cái đấy. Chứ mình dùng cái chai mà 20cc nó hơi tốn. Mình vẫn liên hệ với tôi, có Cường ha. Đúng rồi, anh Cường chị. Rồi. Cái cây thân thủ này là cái gì đấy chị? Đó là cây Hòa Bình. Hòa Bình đây hả? Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái thân mẹ đang đua ngọn. 1, 2, 3, 4 thân tơ, à thân mẹ, à với lại xin lỗi nhá, thân tơ đang đua ngọn và thân mẹ, 4 thân mẹ, 2, 4 thân mẹ. Như cái chậu to này thì có hoa chưa chị? Cái chậu đó có hoa rồi. Cái chậu này là cái hoa cánh bầu rất là đẹp, chị tuyển nó ra đây. À, nghĩa là cái này đang chờ sổ hoa để thụ phấn gieo hạt đấy hả? Đúng rồi, cái hoa này nó đã đẹp, nó đã nở rồi, một mùa rồi, mình để đây mình chờ cái hoa đó lại. À, nghĩa là đây, bên đây này các bạn này. Bây giờ chờ cái này nó nở. Sau đó thụ phấn, rồi mang sang phòng gieo hạt để gieo hạt. Sau khi gieo hạt xong sẽ trồng lại giống như bên kia. Thì tuyệt vời luôn các bạn ơi, quá đã luôn. Cái lô này như kiểu Hòa Bình hết đấy nhỉ? Không, cái lô đó cũng nhiều lắm em. Cây em đang cầm nó là một cái cây Phú Thọ. Là sao chị nhớ được, chị có đánh dấu à? Nhưng mà mình nhìn không thấy, nhưng mà cái cây trong vườn à. Thế là cái này là ở xung quanh đây là lợp tôn hết các bạn nhé. Cái này là tránh ăn trộm. Đây, làm tôn hết, tránh trộm cắp. Trong này xem ra hơi hầm nhỉ.
Cái này hơi hầm các bạn ạ. Cái này mà nếu mà nó kín như này có cái quạt thì nó sẽ phát triển tốt hơn đấy chị ạ. Đang nghiên cứu. Nó không làm cái quạt hút và cái quạt đẩy. Ở đây những cái cây mà thân thủ phi phàm như này, có những cây tím ngắt và có những cái cây mà xanh như này này. Đây xanh này, xanh sạch này, xanh mà gần sạch này. Bán như nhau luôn hả chị? Bán như nhau em. Có cây nào xanh xanh sạch tinh tươm không? Sạch hết luôn. Sạch tinh tươm. Sạch hẳn luôn. Sạch hẳn thì hồi nãy bên kia. Ý, đây 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 có cây sạch này. À cái kia hả? Xanh sạch thì lúc nãy em mang ở bên cái lô bên kia. À thế ạ. Cái góc bên kia. Cái đó chắc mình để riêng cho mình chờ sổ thôi. Như tôi được biết thì một cái lô như này 1000 cây được khoảng 3-4 cây xanh sạch như này, sạch như mơ luôn, xanh sạch. Mà cái này mình cũng giữ làm gì đâu nhỉ, bán luôn ha. Chỉ bán luôn. À. Tại vì nó là hoa sổ mình cũng không có. Hên xui đúng không chị? Thôi cứ bán hết cả lô thôi chứ. Để cho anh em nào sổ được thì. Vì em cũng nghiên cứu thì em thấy tỷ lệ nó khoảng 1/1000. Khó phết đấy. Nghĩa là cứ một cái lô có 1 vạn chậu thì may ra được 1 chậu. Nếu mà nó là xanh sạch. À quên, xin lỗi các bạn. Xanh sạch 1 vạn chậu thì mới được 1 chậu là sổ ra 5 cành trắng. Tôi nhắc lại nhé. Xanh sạch 1 vạn chậu thì mới được 1 chậu là sổ ra 5 cành trắng. Và 1 vạn chậu bình thường thì mới ra được 1 chậu xanh sạch. Xác suất của nó cực kỳ thấp luôn các bạn ạ. Cây đẹp thế nhỉ. Ở đây tôi thấy là toàn bộ là dùng dùng chế phẩm Hùng Nguyễn với lại phun phân 20-20-20 TE hoặc là 30-10-10 các bạn ạ. Bây giờ nó thắt ngọn rồi thì mình đâu dùng 30 nữa chị nhỉ? Không dùng 30 nữa. Dùng 20. Dạ, dùng 20 thôi, đúng không? Đi, bây giờ mình ra giàn lớn đi. Cái giàn của mình nó như cái lô cốt thế này mà nhiều camera thế. Ở đây là hàng gieo hạt hết các bạn nhé. Cách đây 2 năm thì khi tôi xuống trong giàn của anh Cảnh, toàn là hàng rừng hết. Hàng kỳ. Bữa nay tôi xuống thì thấy là phải 70% á. 70-80% là hàng gieo hạt. Mà tôi nhận thấy như hàng gieo hạt còn đẹp hơn cả hàng kỳ, hàng rừng ấy. Quá tuyệt vời luôn. Cây gì mà nó cái gớm vậy chị? Đây là cây tràm 5 cánh trắng hồng tím. Các bạn nhìn này, một cái cây tràm này. Cây tràm to vậy mà giá thể của nó này. Trong một cái cốc bé tẹo tẹo luôn. Quá đã luôn. Kinh khủng. Cái này cái gì chị? Cũng trong một cái cốc rất là bé. Mà một cây giả hạc nó dài 30cm. Thân thủ tuyệt vời luôn. Đã rồi. Bây giờ vào trong cái giàn này mà chỉ cần tay máy tắt mắt, bẻ một cái kia thôi là coi như ngon rồi. Đây là cái lô Hòa Bình đúng không chị? Quá đã luôn. Úi giời. Ngoài camera và báo động ra lại còn có mấy con ngỗng nữa các bạn ạ. Đây là anh bí thư huyện, bí thư xã Mê Linh của Hà Nội. Quá đã luôn các bạn ạ. Quế các bạn này. Cây quế thơm lắm. Cái này chỉ để chơi thôi chứ buôn bán gì đâu các bạn.
Nói chung là trong cái vườn này toàn là chị chăm không? Anh ơi, không phải đâu. Cái giàn này là toàn bộ chị Nga chị chăm. Anh Cánh anh không có chăm đâu. Anh Cánh anh chỉ có biết nhậu thôi. Bây giờ mà muốn làm kinh tế thì phải kiếm được một cô vợ. Như chị Nga thì làm kinh tế phất lên như diều gặp gió. Ô thế hàng đột mình đâu hết rồi chị? À, ở trong cái chuồng cọp trên kia hả? À. Ở đây là cái chuồng cọp của anh Cánh các bạn ạ. Thì trong cái chuồng cọp này nó có nhiều thứ bòn toàn loạn ngoạn lắm. Rất là nhiều hàng đột luôn. Hàng đột biến đấy các bạn. Và cái đường lên đây nó rất đẳng cấp luôn. Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Thì thực sự là lá sọc cũng nhiều. Rất nhiều hàng lá sọc. Và những cái cây năm cánh trắng, những cái cây hồng. Thì các bạn nào quan tâm thì các bạn hãy vào trong cái nick Facebook Cánh Văn Hoàng để các bạn quan tâm, các bạn xem nhé. Nick Facebook Cánh Văn Hoàng ạ. Ở đây hôm nay tôi sẽ không đi sâu vào những cái này. Vì thực sự những cái này mà nói thì nó khó nói lắm. Và cũng không có gì để nói cả. Thì tại vì những cái video clip của tôi chủ yếu là giúp cho mọi người mở rộng tầm mắt và học hỏi giao lưu kỹ thuật thôi. Thì tôi cũng hy vọng là mọi người sẽ hưởng ứng những cái video clip và từ những cái clip của tôi rút ra được những cái bài học để áp dụng trong giàn của mình. Thành công hơn trong cái việc chăm sóc và trồng lan, chơi cho nó vui và có hiệu quả kinh tế.